大丈夫是我，要氹又要喝，我是王，王是我，细路同时是我，也在青春撞出花火。大丈夫是我，条条傻女多，我望人，人望我，有阵时迷惑过，内心清楚又边一个最最爱我。 Oh very nice， 你亲我实在是 very nice。 I love you， you love me， 冧得我，我爱你，我爱你。 Oh 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 very nice， 你至上我最爱，而我爱此行何乐。大丈夫是我，半世夜过咗，你为何迎住我去夜蒲陪弟哥，实在独播唱紧 K 歌，点样复课，你要信我。老公万岁，khi phụ nữ làm tình nhân sẽ làm đàn ông đau lòng, khi phụ nữ làm vợ sẽ làm đàn ông nhức đầu。Nước Mỹ. Cẩn thận nha, từ từ, từ từ, đúng rồi. Cảm ơn rất nhiều. Có được không? À. Xin chúc mừng anh Trình, chị Trình. Siêu âm con của anh chị khỏe mạnh vô cùng, chúc mừng nha. Cảm ơn ông, bác sĩ Trương. Khoảng thời gian qua, cũng may có ông ra sức chăm sóc, con của chúng tôi mới khỏe mạnh như vậy thôi. Thực ra tôi phải cảm ơn anh thì đúng hơn. Tôi làm bác sĩ ở Mỹ bấy lâu, người nước ngoài mượn người sinh con làm phẫu thuật thì tôi làm nhiều, còn người Trung Quốc lần đầu tiên tôi mới làm thôi. Trước giờ người Trung Quốc cũng thường bảo thủ hơn. Nói gì thì nói, ca phẫu thuật cấy ghép phôi thai của anh chị đã làm ở Mỹ rồi, sao không sinh ở đây luôn đi? Anh chị sợ 911 à? Hai người đã mua chứng khoán anh em mơ quyền. Không phải là anh em mơ quyền, là sự kiện anh em trình thị. Nhưng chuyện này kể ra dài dòng lắm. Tóm lại đứa con này nhất định phải sinh ở Hồng Kông. Chúng tôi đã đặt vé máy bay, ngày mai bay rồi. Có phải người lớn muốn chứng kiến đứa nhỏ chào đời không? Ông biết cô tướng hả? Cô yên tâm đi, bộ ta nhất định phù hộ cho cô. Cảm ơn ông, bye bye. Ok. Ý, ông Trình, hôm nay là tới viếng hả? Phải, có chuyện muốn nói với bà nên mới tới đây. Hơn nửa năm qua, gần như tuần nào cũng nhìn thấy ông. Dân chúng bây giờ á, hiếm có ai chung tình với ông vậy. Sinh thời chỉ có bà nói tôi không được nói, bây giờ coi như bù lại thôi. Hơn nữa đứa cháu cũng sắp chào đời rồi, dù sao cũng phải nói lại với bà chứ. Vậy không phiền ông nữa. Thằng Nghĩa với Gigi gọi điện cho tôi, nó sắp sinh rồi, chiều nay chúng sẽ về Hồng Kông. Đợi một thời gian, sau khi đứa nhỏ chào đời, tôi sẽ lập tức ẵm nó đến đây viếng bà. Bấy lâu bà luôn mong thằng Nghĩa thằng Thâm có con, bây giờ chúng cùng có con cho bà, làm một lượt đáp ứng hai ước mơ của bà. Thật ra trước khi bà ra đi cũng thương chúng lắm. Bà ở đây hồi nào vậy? Tôi đứng đây lâu rồi. Tôi nói gì bà nghe hết rồi sao? Ông nói lớn tiếng như vậy á, kẻ điếc cũng nghe được nữa là. Yên tâm đi, má đã ra đi bao năm nay rồi, nếu má biết sắp có một đứa cháu cố chào đời, chắc chắn sẽ mừng lắm đó. Vậy cũng phải, lúc má còn sống, thật tình thương thằng Thâm và thằng Nghĩa lắm. Nhưng má không may mắn như bà, không được chứng kiến đứa nhỏ chào đời. Không phải là tôi may mắn, tôi cứng rắn thôi. Nếu không nhờ tôi chữa khỏi bệnh ung thư, hôm nay tôi làm sao đứng đây chứ. Chuyến bay của chúng ta đã trễ lắm rồi, anh hai chị hai còn trễ hơn cả mình nữa. Em đứng mỏi lắm rồi. Không đợi họ đến đón nữa, từ đó taxi về. Không, đợi thêm lát đi. Thằng quỷ này còn nói là lái xe giỏi lắm, bây giờ làm cho trễ giờ hết rồi. Mọi người nói đi. Cái thằng quỷ này nè, đã giỏi lắm rồi đó. Để cho nên mới xảy ra chuyện bị phạt đó nữa, bị trễ giờ. Thì đó, làm tôi cũng giật đèn đỏ theo cậu luôn. Ai kia chạy theo đâu, chuyện gì cũng đổ thừa cho em. Trời ơi. Trời ơi, im lặng đi, im lặng đi. Đó họ đã tới rồi. Nè.
đụng đúng em và con chứ. Em không sao, nhưng mà chị Thầm, tại sao chị lại bụng bự có thai vậy? Dạ thôi mà. Chị thấy em mang thai cực khổ như vậy, cho nên chị cũng muốn thử. Cũng muốn cái bụng dạ đi thử coi. Cô nói như vậy công bằng hơn. Thì ra là vậy ha. Thật ra em mang thai nó không cực khổ chút nào, nó ngoan lắm. Thật sao? Còn có hư không đó, nói cho má nghe đi. Nè anh ơi, hình như em nghe được tiếng gì đó, không biết có phải là tiếng tim đập không. Thật sao? Từng nhịp vậy đó, không quá nhanh cũng không quá chậm, dễ thương quá. Anh cũng muốn nghe lắm. Em có ngại không? Đương nhiên không ngại rồi, anh là ba của đứa nhỏ mà. Mẹ nghe đi. Em không ngại mà phải không? Mau lên đi, nghe thấy không? Con à, chào ba đi con. Em à, anh nghe được tim của nó đập thình thịch thình thịch đó. À phải đó con à, ba có thể sờ thử cháu của ba không? Đương nhiên rồi ba à, nè chỗ này nè, hai cái tay nhỏ ở đây nè. Trời ơi, có thiệt đó. Không biết tất cả tụi em có thể sờ thử coi đứa đầu không? Hay quá. Mắc mớ gì đến tứ đại thiên dương chứ? Bộ tưởng bụng của vợ tôi là trái cải vợ sao? Ai cũng tới sờ vài cái có thiệt thòi không vậy? Tụi tôi có tặng cho đứa nhỏ chén vàng nữa. À, phải đó, đó là con đỡ đầu của chúng tôi mà. Tôi muốn thử coi mượn bụng sinh con có khi nào cái bụng khác hẳn không thôi. Tôi cũng rất muốn biết đó tròn hay là nhọn mà, phải không? Sờ đi. Ủa sao thấy hiệu trưởng vậy? Phải đó, đông đủ vậy má đâu rồi? Bà đã kêu bà tới rồi, nhưng bà nói ở nhà có chuyện quan trọng phải làm. Thật ra có chuyện gì quan trọng hơn tới đón đứa cháu này chứ? Hiệu trưởng má, tất cả các người cũng quá đáng lắm. Thật sự coi như không có hiệu trưởng này. Hiệu trưởng à, qua tức giận đã. Phải đó, mọi chuyện đều là lỗi của con mà. Con và Gigi cũng có trách nhiệm. Tất cả cũng tại chú bay tới trễ thôi. Con cũng biết bị trễ sao? Là má ngay cái việc ra sân bay mắt cũng không rảnh đi, tranh thủ về nhà làm thức ăn để mọi người ăn một bữa ngon. Ai ngờ các người lại về trễ như vậy. Thôi được. Nè, thức ăn nguội hết rồi. Tôi không biết, các người nhất định phải dọn sạch cho tôi. Không thành vấn đề. Hiệu trưởng đã bỏ công làm, tụi con nhất định không bỏ phí cái gì hết. Phải đó má, tụi con sẽ dọn sạch giùm cho má. Ngồi đi. Chà, có canh xương heo củ cải cà rốt nữa, lâu rồi không được uống. Con ở bên Mỹ mang thai bấy lâu, thèm được ăn cơm gia đình vô cùng. Chà, cá lăng chiên giòn nha. Má làm thêm một phần cho con ăn đó, đứa nhỏ thích ăn mà. Không thành vấn đề, mẹ con cũng dọn sạch hết. Lâu rồi chúng ta không được ngồi ăn cơm đông đủ đến như vậy. Nè mọi người ăn cơm đi, đừng ăn nói cơm. Nữa nè, ăn cơm. Đúng là núi vàng núi bạc cũng không bằng ăn một bữa cơm thân mật đó. Bữa cơm thân mật này thật sự không dễ có đâu nha bà. Đương nhiên là tôi biết rồi. Nếu không nhờ hai đứa con Hiếu Thảo và hai đứa con dâu Hiếu Thảo đồng tâm hiệp lực tìm đủ mọi cách sinh đứa cháu cưng cho tôi, thực tế tôi không có ý chí sinh tồn để chống lại bệnh tật. Má, chuyện đó qua rồi, đừng có nhắc tới nữa. Phải đó, bây giờ quan trọng nhất là má không sao là tốt rồi. Chà, con thật không ngờ tư tưởng của má lại thoáng hơn cả thanh niên tụi con nữa. Phải đó, lần đó bị má nghe lén được tụi con mượn bụng sinh con cứ sợ má sẽ tức giận. Xem chút phải quỳ xuống dùng cái chết tạ tội nữa kìa. Tụi con cũng sợ má cố chấp, nếu như má phản đối chắc chắn má sẽ khó qua khỏi giai đoạn quá trị này. Má à, cũng may má thấu tình đạt lý thôi. Đủ rồi, tất cả không cần nịnh bợ nữa. Liên quan đến chuyện mượn bụng sinh con, người Trung Quốc chúng ta thực sự không chấp nhận đâu. Cho nên má vừa nghe được cũng thấy kinh ngạc lắm. Con cũng biết con người của hiệu trưởng truyền thống như vậy, mượn bụng sinh con à, đương nhiên là má con không chấp nhận. Má chỉ hỏi các con một câu, sau này đứa nhỏ ra đời nó lấy họ gì? Đương nhiên là họ Trình. Phải đó má, đành rằng là mượn bụng thôi, nhưng đứa con cũng là con của con và anh Tâm. Và phải đó, người cha bất đắc dĩ này cũng là họ Trình mà, ngay cả đứa nhỏ này cũng không cần đổi. Phải đó, vả lại chúng ta là người một nhà mà, không xuất hiện sóng gió dành con gì đó đâu mà. Tuy bây giờ bốn đứa nó hơi rắc rối một chút, nhưng suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho bà thôi. Mới nghe thì thấy hơi lạ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì đang bận tâm. Mấy dệt kim cũng đã lên cung trăng mấy chục năm rồi, thử nuôi trẻ con đầy ngoài đường, với lại con bò, con cừu cũng có thể nhân bản ADN gì đó nữa. Tôi nghĩ sắp tới con người cũng đem ra nhân bản luôn, mượn bụng sinh con. Đâu có gì ghê gớm đâu. Má à, má biết nghĩ như vậy thì hay quá. Má làm hiệu trưởng mà, đương nhiên tư tưởng cũng đi trước người khác chứ. Cho nên bữa cơm gia đình thân mật này
thật sự là do ông trời ban cho tôi. Ông trời thấy má suy nghĩ thông suốt nên mới giúp đỡ thôi. Có nghĩa là một người có tư tưởng truyền thống và bảo thủ cũng có thể thông tình đạt lý. Thật ra tại lớp trẻ chúng ta suy nghĩ nhiều quá thôi. Cho nên người một nhà nhất định phải thành thật, có gì thì cứ nói ra, cứ đoán mò mắt cũng có chuyện. Nếu là như vậy á, bà có một chuyện quan trọng phải bàn bạc với mọi người. Hả? Không lẽ luôn cả ba cũng có chuyện sao? Ê, đừng làm con sợ nha. Không lẽ lấy bụng của vợ con ra hành hạ nữa sao? Phải đó, lại nữa sao? Bây giờ bụng con sao cũng được, con thấy vui vô cùng, con thích có thai lắm. Không dám, không dám. Sức khỏe của ba khỏe mạnh vô cùng. Chẳng qua bà muốn các con suy nghĩ giùm ba coi, thật ra nên đặt cái tên gì cho cháu nó đây. Ôi trời ơi, ông à, ông thiệt làm tôi sợ chết được à. Ba yên tâm đi. Ba, đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của con và Lệ Tâm. Con đã suy nghĩ cái tên rồi, gọi là Trình Tâm Thâm. Trình Tâm Thâm. Nè, cũng hay lắm đó. Nè, trong đó bao gồm tên của vợ chồng mình, có ý nghĩa lắm anh ạ. Được phải không? Ai khoan đã. Vợ chồng em cũng góp không ít sức lực cho đứa nhỏ này. Thôi thì đặt Trình Nghĩa Chi đi. Trình Nghĩa Chi. Kỳ lạ quá đi. Không được, Trình Tâm Thâm. Trình Tâm Thâm cổ hủ như vậy, có cần Dũng Mông Mông luôn không? Cứ đặt là Trình Nghĩa Chi đi. Đã nói không được rồi. Nghĩa chi giống như gãy tay gãy chân vậy, đắp đồ giả vô vậy. Mặt mới gì Trình Tâm Thâm cũng khó nghe vậy. Khó nghe lắm đó. Nè, phải hay không hay chứ hả, phải thôi không? Đừng cãi nữa. Thì chị thấy ha, tốt nhất đặt tên đó là Trình Nghĩa Chi Thâm. Nè, được rồi chứ, có đủ tên bốn người rồi đó. Ê trời, không được không được. Cái tên tên bốn chữ người ta tưởng đâu là người Nhật á. Vậy thì đơn giản một chút đi, hai chữ thôi, tên Trình Cẩm đi. Trình Tự. Ê, Trình Nhân cũng hay lắm nha. Trình Tầm Triển, Trình Tầm Bao, Trình Tầm Cẩm. Mặc sức mà ngọt. Ok, khoan đã. Em cũng có ý kiến sao? Không, là đứa nhỏ có ý kiến nè. Chuyến gia. Hả? Không phải chứ, chưa tới ngày xanh mà. Làm gì nhanh vậy? Nè, có khi nào là con thất tinh không? Nè, mau chuyển vào bệnh viện đi. Anh đi lấy xe trước. Tránh ra đi, tránh ra đi. Con của tôi sắp chào đời rồi. Sao rồi hả? Đau quá đi. Ráng đi em, sắp tới bệnh viện rồi. Không được rồi, thì đau quá. Không em, được em, rồi em thả lỏng đi. Thả lỏng. Lần trước bác sĩ đã chỉ em rồi mà. Em bất thiết làm theo đi được không? Thả lỏng. Thoải mái chưa? Trời ơi con nè, con càng căng thẳng thì càng đau đó. Đây nè, làm theo anh nha. Làm theo anh, nhìn cho con hít thở vậy đó. Còn chó nữa, em không thích chó đâu. Này nè, Gigi à, em suy nghĩ đứa nhỏ chào đời tươi cười với em, em sẽ có thể thoải mái nghe. Đứa con chào đời, nó cười với em. Thấy chưa, đã nói ba của đứa nhỏ này có cách mà. Ê, cứ lo đụng xe bây giờ kìa. Ơi, xin lỗi nha, bụng của tôi chỉ là bụng giả thôi. Người sinh thiệt ốm phía sau kìa. Vợ tôi sắp sanh rồi. Đứa nhỏ mấy tháng rồi? Hình như chưa tới ngày dự tính. Ờ, phải đó. Có lẽ là sinh sớm, mau để vô phòng sinh trước đi. Ở trong đó là phòng sinh, mọi người không thể vô đông như vậy được. Ai là ba vậy? Là tôi. Cả hai người sao? Phải, tôi là ba của đứa nhỏ. Tôi là chồng của mẹ đứa nhỏ. Là ba, là chồng. Hai người có quan hệ gì? Chúng tôi chính là anh em ruột. Được, hai người cùng vô đi. Nè, khoan đã, tôi cũng có phần với cái bụng đó. Tôi là mẹ mà, tôi muốn vô lắm. Cô cũng là mẹ của đứa bé sao? Vậy cô có quan hệ gì với hai người này? Đây là chồng của tôi, đây là em chồng tôi. Đứa nhỏ đó là đồ của tôi và đồ của vợ tôi kết hợp lại. Nhưng mà tôi cho mượn vợ tôi, cho nên tôi cũng là cha đứa nhỏ. Tôi và vợ của đó cũng không có chút quan hệ gì. Tôi là chị dâu của cậu ta mà, càng không có quan hệ gì với cậu ta. Vậy đó, đơn giản như vậy, cô có hiểu không? Có cần chúng tôi lặp lại lần nữa không? Được, tôi hiểu rồi. Tất cả vô đi. Anh ơi, mang đi coi Gigi đi. Nè. Cô à, tôi là... Ông cứ đừng nói cho tôi biết, ông cũng là ba của đứa nhỏ nha. Hả? Trời ơi, xui, ăn nói xui xẻo. Chúng tôi là ông nội và bà nội của đứa nhỏ. Trời ơi, cô ơi, cô nói chuyện khó nghe quá trời. Cô tưởng cái gia đình của họ rối tung vậy sao? Thật sự không được đâu cô à. Xem xét lại đi. Xem xét lại đi. Được rồi, tôi đã thật sự hiểu ý mọi người rồi. Tóm lại,
Tóm lại mọi người đi đăng ký cho sản phụ đi. Để cảm ơn mọi người. Đứa con dâu tôi cũng mang theo luôn. Cô à, tôi xin đăng ký cho con dâu. Chúc mừng bà sắp có cháu bông rồi. Cảm ơn nha, tôi chỉ đợi có ngày hôm nay thôi. Được rồi. Cảm ơn cô. Em ơi, em ráng lên đi, sắp ra rồi. Đau muốn chết. Em ráng lên. Gì vậy? Em không chuyển dạ sao? Không phải, em thấy cổ bị đau như vậy, em cũng muốn thử lắm mà. Đau quá, đau muốn chết rồi. Em ráng đi. Em lại la cái gì nữa vậy? Bẻ tay tôi, đau quá. Đau. Từ từ thở đi. Không được, đau quá. Không được, thở cũng không được. Sao vậy? Hết rồi. Căng kìa. Mọi người im lặng có được hay không? Đầu có đứa nhỏ bị kẹt rồi. Nguy hiểm gì? Để tôi giúp đỡ. Không được. Phải đem giúp đỡ chứ. Hai người tránh ra đi. Tránh ra. Con à, con ngoan nha, đừng làm má sợ nha. Má đã mất anh của con rồi, má không thể mất luôn cả con đâu, con biết không hả? Vậy đó, con ngoan ngoãn, nghe lời má đi hả? Ra đi con. Ngoan đi. Cố gắng đi. Hít thở đi, dùng sức đi. Thoải mái đi. Thoải mái đi. Thoải mái đi, đừng có căng thẳng nữa, dùng sức đi. Ráng lên. Trời ơi, ông có nghe không hả? Tôi nghe rồi. Cháu của chúng ta chào đời rồi. Chúng ta có cháu ẩm rồi. Trời ơi. Má nè, đây là má con đó. Con à. Lúc nãy khi em sinh nó ra, có cực quá không? Không. Em vừa sinh nó ra, nhìn thấy mặt của nó, ẵm nó trên tay, em liền, tất cả cực khổ đều không còn quan trọng nữa. Không hiểu tại sao, chị cảm thấy đứa con này không phải từ trong bụng của mình sinh ra, dù sao cũng thiếu chút gì đó. Chị còn cảm thấy rất hối tiếc. Đứa nhỏ không phải do chính mình sinh ra, chị cảm thấy chị chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng đứa con này là kết tinh tình yêu của chị và anh Thâm mà. Chị cứ coi như em là một cái lọ vi ba, hai người lấy nguyên phụ liệu bỏ vào trong đó. Khi em nướng chín rồi thì cái bánh đó là của hai người ngay. Vậy mà em cũng nói cho được à? Chị nên cảm ơn em thế nào đi? Phải nói là em cảm ơn chị mới đúng. Suốt 17 năm qua, lúc nào em cũng chỉ sống một mình. Em gặp được anh Nghĩa và gia đình của chị, em mới cảm nhận được gia đình quan trọng cỡ nào với em. Em thực sự rất trân trọng cả gia đình chị quan tâm lẫn nhau là như thế nào. Đoàn kết nhất trí em trân trọng lắm. Trước giờ mọi người luôn coi em là người một nhà. Bởi vì em quen anh Nghĩa thôi. Nhưng nếu như lỡ như em và anh chia tay thì sao chứ? Không có đâu. Nè, chị cứ coi như em không có cảm giác an toàn đi. Ok, em thực sự không muốn sống cô đơn một mình. Nhưng mà em sinh đứa con này ra rồi thì khác. Bây giờ em sinh đứa con này ra, em cùng với chị với lại ba má, anh Thâm, anh Nghĩa, chúng ta là một mối liên kết, mãi mãi cũng không thể tách rời được. Bây giờ chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà. Đúng là em đã suy nghĩ quá nhiều. Chị hứa với em, cho dù sau này hay là tương lai xảy ra bất cứ thứ gì, chị mãi mãi cũng coi em là một thành viên trong gia đình của chị. Ok? Ok. Long Kiếm Phi à? Ê, tự nhiên sao lại gọi lại bút danh lúc chúng ta quen nhau vậy? Mộc Lan Hoa. Ông không cảm thấy cảm giác vui mừng hôm nay nó giống như là lúc trước chúng ta mới quen nhau sao? Nhắc lại cũng thấy giống lắm. Y như tiểu thuyết võ hiệp đã nói, thiếu niên tử đệ giang hồ lão. Ông cưới bà vợ này có hài lòng không vậy?
tuy không ly kỳ phức tạp như trong tiểu thuyết võ hiệp, hấp dẫn lôi cuốn, chẳng qua là bình thường dung dị sống một cuộc đời. Nhưng mà tôi có người vợ tốt như bà, thật sự hài lòng mã nguyện vô cùng đó. Tôi đã chửi ông suốt mấy chục năm mà cũng gọi là vợ tốt sao? Cùng nắm tay nhau sống đến trọn đời, bà có nghe chưa? Sống đến độ tuổi như chúng ta không còn đòi hỏi gì nữa. Có hai đứa con ngoan, hai đứa dâu hiền, còn có thêm một đứa cháu nữa, tôi chết cũng không hối tiếc. Ê, lại nói bậy bạ rồi. Tôi nói thật đó. Lúc trước khi tôi bị ung thư, tôi đã nói với ông trời, xin ông hãy cho tôi một cơ hội vượt qua chặng này, để tôi chứng kiến đứa cháu chào đời. Cho dù sau này xuống dưới đó có làm trâu làm bò, tôi cũng không phản đối. Ê, đừng nói nữa. Đó là lời thoại trước khi chết, nhân vật nữ nói trong tiểu thuyết võ hiệp đó. Long Kiếm Phi à, tôi thấy mệt mỏi quá, ông cho tôi nghỉ một lát đi. À không được, nếu ngủ say thì không tỉnh lại được. Không lẽ vợ mình đã đèn khô trước gió thật sao? Ý da. Sự thế bây giờ, tôi đành phải vận dụng Như Lai thần chưởng, truyền chút chân khí, giữ mạng của bà. Giảng Phật triệu chung. Ây da. Ha, Như Lai thần chưởng hữu dụng thật nha. Ây trời ơi, quỷ ám ông hay sao? Tôi vừa mới chợp mắt thôi, sao ông lại xô tôi xuống đất vậy? Tôi tưởng đâu bà như đèn khô trước gió, cho nên... Đèn ông khô thì có, hôm nay tôi đã tất bật cả ngày rồi, thấy mệt chợp mắt một chút thôi. Trời, bị ông vỗ một cái làm tôi tỉnh rồi, tôi đi thăm cháu cái đã. Mình đúng là khùng thiệt, tưởng đâu học được Như Lai thần chưởng chứ. Bà nó... Anh hai, anh cười gì vậy? Anh đang cười anh và em thôi. Thật ra anh cũng không nghĩ tới anh lại cùng với em trai của mình cùng làm cha trong cùng một ngày, cùng một phút, cùng một giây như vậy chứ. Đúng thì là tức cười á. Bây giờ em mới biết cười thôi, lúc trước cứ sợ mình bị thiệt thòi. Em là đàn ông mà. Nè, anh thực sự phải cảm ơn em và Gigi, chứ nếu không... Nè nè nè, chúng ta là anh em ruột, đừng nên dài dòng quá đi. Đúng, là một người đàn ông không nên dài dòng quá. À, anh hai à, em có thể hỏi anh một câu không? Cái gì? Anh có hối hận vì đã làm một người đàn ông tốt không? Tức là em muốn hỏi, anh là một người đàn ông tốt, anh sẽ từ bỏ rất nhiều thứ. Hình như anh chỉ có một mình chị dâu thôi phải không? Anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Anh không cảm thấy đáng tiếc, có gì mà đáng tiếc chứ. Trong cuộc đời yêu một người phụ nữ, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Thiệt hả? Mai mốt đi, em sống với Gigi lâu ngày, em sẽ hiểu ngay. Nè, anh nói cho em biết, tình cảm của một người có hạn. Em có thể dành tất cả tình yêu cho một người phụ nữ, em sẽ thấy vui sướng và rất hạnh phúc. Nè em à, bây giờ nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, chừng nào mới cùng Gigi tổ chức một lễ cưới thật là long trọng đây? Em đã lên kế hoạch rồi, nhưng Gigi nói đợi cổ lấy lại dáng mới tính thôi. Chứ biết nghe lời vợ nha, có tương lai. Em học hỏi anh đó. Sợ vợ thì mới giàu to, bay bướm đáng bị bạc tai. Sợ vợ thì mới giàu to, bay bướm nè, đáng bị bạc tai. Nhạc chu này lâu sợ rồi anh đâu có xài đâu. Sợ vợ thì mới giàu to, bay bướm đáng bị bạc tai. Là điện thoại của em. Sợ vợ thì mới giàu to, bay bướm đáng bị bạc tai. Sợ vợ giỏi lắm, bay bướm đáng bị bạc tai. Alo. Phải, anh với anh hai ngồi ngoài này nè. Thấy chưa, mới nhìn là biết ngay, hội đủ dòng máu ưu việt của Lệ Tâm, đẹp vô cùng đó. Trời ơi, làm sao mà giống chứ. À, tôi thấy đứa này mới đúng nè, giống y như thằng Thâm vậy. Sao đứa nào cũng nà ná như nhau vậy? Con à, hả? Con nhận ra không? À, con chỉ gặp nó có một lần thôi. Đứa này hình như hơi giống em ha. Đứa này không phải. Không phải hả? Nè nè nè, đứa này mới giống nè, anh coi đi, nó có tinh lành không? Sao họ tốt bụng cho tất cả mọi người vào đây thăm em bé vậy? Phải đó, ban đầu họ không cho người lớn vào đây, sợ mọi người sẽ lây nhiễm mà.
Anh thấy bà ở trong này tụi anh mới theo vô thôi mà. Lúc nãy cô y tá này tốt bụng lắm, cô cho bà má vô mà. Ở đó, chính là cô này. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Hả? Hắn là con dứa già. Sao hắn, anh con của chúng ta vậy? Con của chúng ta. Nè, anh đứng lại chưa? Nè, đứng lại. Nè, đứng lại. Nè, đứng lại. Nè, đứng lại. Trời ơi, nhanh lên đi, nhanh lên. Nè, đuổi theo. Ôi trời ơi. Điên khùng thiệt. Em không sao chứ? Có phải bị khùng thì đó, ẩm đứa nhỏ chạy lung tung rồi. Hắn bị khùng thiệt đó. Bỏ bắt hắn lại đi. Bắt tên biến thái lại đi. Nhanh lên, nhanh lên. Có chuyện gì vậy cô? Không có gì chứ. Cần giúp đỡ thì lên tiếng đi. Có đám điên khùng đòi cướp con của tôi. Mọi người chặn họ lại giúp tôi có được hay không vậy? Hung hăng vậy. Còn là cả đám nữa kìa. Cô chạy trước đi. Chúng tôi chặn chúng lại. Cảm ơn nha. Đi đi. Đúng là khủng khiếp. Lên. Nè 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 nè. Mọi người có thấy một tên khùng ẩm đứa nhỏ chạy không? Một tên? Không phải cả đám sao? Lúc nãy y tá nói là cả đám nữa. Y tá đó chính là tên khùng đó. Hả? Hắn đã bắt đứa nhỏ đi rồi. Thật ra tên khùng nó chạy đâu rồi? Bên này nè. Hey, hey. Hey, chạy đâu mất tiêu rồi? Ở trên kia. Anh đứng lại. Chạy lên, chạy lên, đi. Lão khùng lên trên rồi hả? Sao thưởng? Cô là cô ráng lên. Bà tới cứu con đi. Ơi, để chúng ta lên đi. Không sao đâu, không sao đâu. Bà tới cứu con. Cháu Quân, ông nội lên liền. Lên. Nè, anh làm gì đó? Đứng yên đó. Nè, anh đừng nói cho tôi biết anh muốn nhảy xuống nha. Vậy mà cô cũng đoán được sao? Chính vì tôi muốn chơi trò nhảy bum ghi với đứa nhỏ. Con à, nhảy bum ghi vui lắm đó. Nhảy bum ghi? Đừng có làm vậy mà. Em sao vậy? Chị Duy à, nè, chú Nghĩa, hay là chú đưa Duy Duy xuống dưới trước đi. Vậy đó, cậu mới sinh con sức khỏe yếu lắm. Nhưng mà còn đứa nhỏ. Em yên tâm đi, tụi anh sẽ cứu đứa nhỏ về. Em mau đưa Duy Duy xuống dưới đi. Anh hai, anh phải cứu nó về nha. Được rồi, đi. Cẩn thận. Thì đó, xuống dưới đi. Tôi chơi trò giải bơm ghi với con của tôi liên quan gì tới mấy người chứ? Đi đi, tất cả đi cho tôi. Con của cậu cái gì chứ, là cháu của tôi mà. Tôi năn nỉ cậu đó, trả lại đứa cháu cho chúng tôi đi. Cháu còn cái gì chứ? Đứa nhỏ này là do tôi mới sinh ra ở trong phòng sinh mà. Còn là sinh thường nữa đó. Được. Đứa nhỏ đó là do anh sinh được chưa? Anh đừng bước ra là được rồi. Nguy hiểm lắm. Nè nè mọi người nghe nha, người này bị khùng thật đó. Chúng ta đừng chọc tức hắn, để con ở đây con với anh Tâm nói chuyện với hắn. Có còn nhớ tôi không? Đó, tôi là người đã theo anh học cách giữ trẻ đó. Anh đã cho chúng tôi mượn em bé điện tử cho chúng tôi giữ thử mà, chúng ta thân lắm. Hình như là vậy đó. Con có hai người sinh ra chưa hả? Đã sinh rồi, nhưng mà không dễ thương như là con của anh vậy. Nè, hay là vậy đi, anh từ từ bước xuống rồi mới từ từ nói ha. Hãy cho chúng tôi coi con của anh dễ thương cỡ nào đi. Cũng được, hai người mà thấy nó chắc chắn sẽ thương nó ra mặt luôn. Đương nhiên. Phải đó, bước xuống đi. Đã nói không thể cho các người coi thử rồi. Nè, anh lại muốn gì nữa đây? Tôi sợ vợ tôi chửi tôi đó, cổ nhỏ mọn lắm. Lát nữa để cổ bắt gặp hả? Chắc chắn chửi tôi tùy tiện cho người ta xem con liền. Nè, vậy vợ của anh ở đâu vậy? Chúng ta gọi cổ ra đây, có thể cùng coi ngay. Hai người thì không được cổ đâu, chỉ có tôi mới tìm được cổ thôi. Cổ xuống dưới lâu lắm rồi. Vợ của anh chết rồi à? Phải rồi, cho nên tôi định xuống dưới tìm cổ, cho cổ coi tôi sinh đứa nhỏ này có dễ thương không. Nhưng mà lúc trước cổ cứ chê tôi là không có thể sinh con. Sao lại không nên chứ? Tôi có thai đứa này bấy lâu, muốn quay một lần cho cổ coi thôi. Mọi người thấy ý kiến này có hay không vậy? Bảo vệ hiện trường. Dạ, tất cả đều coi đây, không có gì coi đâu. Ở đi. Phải nói là ý kiến hay, tôi ủng hộ anh. Em à, nhưng mà tôi lo là vợ của anh chưa chắc chịu tin những gì anh nói. Cho cổ coi đứa nhỏ lớn cỡ này,
Cô không thể nào không tin là do tôi sinh ra. Bởi vì cổ cũng có thể du khống anh mượn bụng sinh con. Mượn bụng sinh con hả? Có người làm chuyện như vậy sao? Đương nhiên là có. Tôi và chồng tôi cũng đang làm chuyện này thôi. Phải phải, coi của chúng tôi cũng mượn bụng của người ta sinh ra thôi. Tự nhiên làm cho phức tạp vậy để làm gì chứ? Bộ hai người không thể sinh được sao? Chính vì chúng tôi không thể có con cho nên mới chọn con đường này mà thôi. Vậy có cực hay không hả? Có cực hay không hả? Anh đừng tưởng nói một câu mượn bụng sinh con dễ dàng như vậy nha. Trong suốt quá trình đó trải qua rất nhiều sự hành hạ về tinh thần. Trước tiên điều cần làm là thụ tinh ống nghiệm. Thụ tinh ống nghiệm không phải lần đầu là được. Mỗi lần tôi và chồng tôi bước vào bệnh viện đều lo sợ phập phồng lần này không được. Cuối cùng đợi một cái là mấy ngày. Đến khi bác sĩ nói là được rồi, vui mừng chưa đầy 2 ngày thì đến lượt cấy ghép phôi thai. Cấy ghép phôi thai không phải đặt vô đó là được đâu. Dù sao đó không phải là cơ thể của mình. Lại sợ đến lúc đó đứa nhỏ bị đẩy ra. 8 tháng kế tiếp còn khó chịu hơn. Ngày nào tôi cũng lo sợ đủ điều. Sợ đứa nhỏ có chuyện. Tôi chỉ nhờ vào hàng ngày Gigi gọi điện cho tôi mới biết tình hình của đứa nhỏ như thế nào thôi. 8 tháng dài như vậy cô làm sao chịu nổi chứ? Làm sao chịu hả? Dựa vào vợ chồng chúng tôi, đôi bên ủng hộ lẫn nhau. Chính vì như vậy chúng tôi đã vượt qua. Tình cảm của hai người cũng tốt lắm, không giống như tôi và vợ khốn của tôi. Cho nên mới nói nè, nếu vợ anh thật sự du khống anh mượn bụng sinh con, chỉ có vợ chồng chúng tôi mới có tư cách giải thích giùm anh trước mặt của cổ mà thôi. Tức là hai người chỉ cùng tôi xuống dưới sao? Đương nhiên rồi. Nè, bản thân tôi đã chịu đựng nỗi đau đó rồi, tôi nhất định ủng hộ anh. Nhưng mà tôi muốn thấy đứa nhỏ trước đã. Tôi sợ đứng trước mặt vợ anh tôi lại lỡ lời. Thì đó, tôi làm sao biết anh có gạt chúng tôi hay không? Không chừng anh cũng là mượn bụng sinh con thì sao? Đương nhiên là không phải rồi. Tôi đã mang thai 9 tháng 10 ngày thật thụ sinh nó ra mà. Hai người không tin hả? Hai người cứ ẩm thử coi. Cũng được. Trời ơi. Không sao chứ. Không sao. Không sao. Không phải anh hết kịp. Hai người không sao mà tụi tôi có sao? Tôi gãy ra mấy đoạn rồi. Chấn động não rồi. Nước tiểu đồng thời. Hơi lắm nha. Cái tên cuồng vớ da đâu rồi? Để xuống dưới rồi. Hả? Hắn lại. Không ngờ là tốt số. Vậy mà hắn không thể qua đàn khỏi. Hắn không phải là mạng lớn đâu. Tại hắn điên quá, luôn cả ông trời cũng không thu phục hắn. Thả tôi ra. Trời ơi, đánh ra đi. Trời ơi, đẹp chết rồi. Thả tôi ra. Đứng lại. Bắt hắn lại đi. Bắt được tôi rồi mới tính đi. Lão khùng chạy nhanh hơn. Đứng lại. Cô mà cũng chạy nhanh thiệt hả? Nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ bắt được hắn mà. Chắc chắn mà. Các vị, trước khi bắt đầu lễ cưới, anh trai của chú rể anh Trình Thâm đã gửi cho tôi một mảnh giấy, hy vọng giúp ảnh tuyên đọc trong lúc chứng hôn, chúc mừng đôi tân hôn này. Nhưng mà tôi cảm thấy, nếu như để đích thân anh Trình Thâm nói ra những câu này, càng có ý nghĩa hơn. Anh ơi! Lên đi! Thật ra tôi không quen nói chuyện trước mặt nhiều người, nhưng hôm nay là ngày cưới của em tôi. Tôi xin dùng tư cách của một người từng trải đám cưới 8 năm cùng em. Không phải, phải nói là cùng mọi người chia sẻ đạo lý hôn nhân này.
Thật ra đám cưới là cái gì? Bản thân tôi thì cảm thấy giống như bước vào ngành giải trí vậy. Mọi người đừng có cười nữa, tôi không phải nói đùa đâu. À, tại sao vậy? Bởi vì mỗi một đôi nam nữ đang yêu nhau, bắt đầu từ giây phút họ quyết định đám cưới thì thật ra đã có cảm giác bước vào ngành giải trí làm diễn viên rồi. Trước tiên mọi người sẽ bước vào studio chụp một xấp hình, hình đám cưới. Vợ của tôi Cao Lệ Tâm đã làm con gái hơn 20 năm, chưa bao giờ làm mấy chuyện trang điểm, làm tóc, trang phục, thậm chí là có một trợ lý bên cạnh. Diễn viên nữ thì có đó. Hôm đám cưới vợ tôi cũng có. Còn phần tôi, một người chồng, hôm đám cưới đó chưa bao giờ có nhiều kiểu tạo dáng tới như vậy. Lễ phục, đồ tàu, hòa phục, đại trường kim, bạch mã hoàng tử, thậm chí muốn giả làm anh Login cũng còn được nữa. Đó không phải là làm diễn viên sao? Nè, giảm cân, tóp mông lại, co ngược lại, nhảy cao, làm chó giả. Bình thường diễn viên nữ cũng có làm. Hôm đám cưới, em cũng được. Hôm tổ chức tiệc cưới mới là phần chính. Trước tiên là một video nhạc, rồi từ lúc trẻ con cho tới quá trình quen nhau. Tiếp theo mời cô dâu chú rể bước lên phát biểu cảm nghĩ đám cưới. Trời ơi, thực tình lên nhận giải, gương mặt điển giọng cũng không sánh bằng. Tiếp theo đương nhiên là phá cô dâu rồi. Mới hôn vợ một cái thôi, quan khách bên dưới vỗ đỏ cả tay đã đành. Cái đó chắc chắn có một câu tiếp đi. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn trên đỉnh núi. Cảm ơn mọi người tới ủng hộ. Cảm ơn mọi người mua vé. À không phải, là cảm ơn mọi người đưa tiền mừng tới coi tôi biểu diễn. Thật tình mở đại nhạc hội ở Hồng Quán cũng không vui bằng, phải không? Nè, hàng năm đài truyền hình luôn kỷ niệm nhạc vàng, nhạc hay quý nào cũng có hết. Sau khi tôi và vợ đám cưới, từ phái thần tượng dần dần biến thành phái thực lực. Đám cưới thật sự là một sàn diễn lý tưởng để rèn luyện kỹ năng. Trước tiên vợ tôi đã học được cách biện sắc. Trong hôm lễ mẫu thân, rõ ràng vợ đang ở cửa thang máy biểu môi tặc lưỡi nói là hiệu trưởng thiên vị thế nào. Ai ngờ về đến nhà, vừa nhìn thấy má chồng liền làm nét mặt tươi cười. Má ơi, lâu rồi con không gặp má, con nhớ má quá. Có nhầm vợ hay không chứ? Đi ăn cơm với đám bạn bè thân thích. Từ ngoài cửa vẫn còn chửi lần trước Quảng Tân Tố đi ăn cơm không hùng tiền. Ai ngờ vừa bước vào nhà hàng lập tức cao xa quý phái. Nè Quảng Tân Tố, bữa nay đừng dành trả tiền với chồng tôi nha. Thật tình tôi luyện thuần thục lắm phải không? Trao giải ảnh hậu cho em cũng còn được. Nhưng mà đòi hỏi kỹ thuật nhất không phải là những chuyện lúc nãy tôi vừa nói, mà là các vợ chồng già tuần nào cũng phải đối mặt chuyện trả bài. Nè các bé kia, đừng tưởng là bài tập gọi điện thoại hỏi cách làm đó nha. Đừng nên tới lớp hỏi thầy cô: thầy ơi thầy, tại sao tối qua má con chửi ba con trả không đủ bài vậy? Vậy thì tiêu tụ ngay. Đám cưới bao năm qua, cảm giác mới mẻ gì cũng không còn nữa. Nếu không nhờ ai nấy đều diễn tốt. Quảng Tân Tố, tối hôm đó khi cậu trả bài, cậu đã nói với bạn đi xuyến chuyện gì? Em à, lối diễn của em nên nhập vai một chút đi, nếu không anh thật sự không thể trả bài được. Bởi mới nói, nếu đám cưới giống như bước vào ngành giải trí như vậy, muốn hôn nhân tươi đẹp, đương nhiên là phải học cách đạo lý thành công của diễn viên rồi. Vì mặt đây, em Út cũng là một người từng trải, hả? Nè, đóng phim thì chú trọng nhập vai, đám cưới cũng vậy. Diễn xuất thì phải hòa nhập vai diễn, đám cưới cũng phải nhập vai. Kỹ thuật của em không tốt cũng không sao, quan trọng là tình thật. Cứ tin đi, chỉ cần đã cống hiến chân tình, vợ của mình sẽ không nói mình diễn dở đâu. Phải, đôi khi kịch bản cũng tệ lắm, nhưng mà đừng bao giờ bỏ cuộc. Cứ làm đủ, chắc chắn có báo đáp. Hai vợ chồng chung sống lâu ngày, chắc chắn có xích mích. Nhưng mà chỉ cần mình thật tình diễn vai, lùi một bước trời cao đất rộng, toàn bộ kịch bản chỉ dựa vào lối diễn xuất này hồi sinh tất cả. Còn chuyện mọi người hỏi tôi vô ngành giải trí này có gì vui, tôi thật sự không thể nói cho mọi người biết được. Cũng như mọi người hỏi tôi đám cưới có gì hay, tôi cũng không thể nói cho mọi người biết.
nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn rất thích sức thỉnh tội. Tôi thích lắm. Hay, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay. Hay lắm. Em Bằng, anh tin sau này em cũng giống như anh vậy. Cảm ơn. Nhưng đây, chúng tôi rất cảm ơn lời chia sẻ rất chân tình của anh Trịnh Thâm. Chúng ta cho một tràng pháo tay đi. Trịnh Nghĩa, anh có đồng ý cưới cô Mậu Linh Chi làm vợ của anh, chung sống với cổ, dù là an lạc khốn khổ, giàu sang bần hèn, khỏe mạnh đau yếu, anh cũng thương yêu cổ, an ủi cổ và tôn trọng cổ, chung thủy với cổ, suốt đời chung sống với cổ không? Tôi đồng ý. Cô Mậu Linh Chi, cô có đồng ý cưới anh Trịnh Nghĩa làm chồng của cô, chung sống với ảnh, dù là an lạc khốn khổ, giàu sang bần hèn, khỏe mạnh đau yếu, cô cũng thương yêu ảnh, an ủi ảnh và tôn trọng ảnh, chung thủy với ảnh, suốt đời chung sống với ảnh không? Có, đương nhiên rồi, em đồng ý. Bây giờ tôi tuyên bố cả hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Mời trao nhẫn cưới. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Đại 丈夫 là tôi, oh very nice, 我爱又爱咗 ，you very nice， 两边情人同样爱，两边共缘系我，系一孖拖又做到拖。大丈夫系我 ，oh very nice， 永远在拍拖 ，you very nice， 日日嚟缠住我，夜夜嚟擒住我，绝不失拖又做到拖，分不清楚 ，oh very nice。实在是 very nice， I love you， you love me， 真不错，我爱你，我爱你， oh 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 very nice。世界孩和世界孩和世界孩和乐，大丈夫是我， oh very nice， 我爱有爱咗， you very nice， 两边情人同样爱，两边共缘是我。系一孖拖又坐到拖，大丈夫系我 ，oh very nice， 永远在拍拖 ，you very nice， 日日嚟缠住我，夜夜嚟擒住我，绝不失拖又坐到拖，分不清楚 ，oh very nice， 你对我实在系 very nice，I love you，you love me， 真不错，我爱你。Oh, oh, oh.